CJ. Oh. Why? Nước này không đó. Cay về. Và tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ chính là động lực để tôi hướng đến một tầng cao mới. Tôi và những người đồng đội sẽ luôn chiến đấu hết mình vì niềm vui của người hâm mộ Việt Nam. Tiến lên và chỉ có tiến lên. Vì vậy. Thiết kế này hay thiết kế ha. Sao nào thoát ngoài được? Do đó nhiêu lụm hết à. Mấy con đó nó ăn mót. Hello. Mẹ đâu? Ừ, nói xong rồi mẹ điện cho ba nghe. Đấy, mẹ bắt đầu cho em xong rồi điện cho ba nghe. Ủa,